Thanh Trang cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi những ngày tháng khó quên, áo dài Việt Nam do Thanh Trang và Trí Tôn thực hiện. Từng mùa ấm lành, nhớ áo em bao thời rách lành. Nhìn màu tươi đầm, sẽ biết em đang buồn hay vui. Một thời non dại, chung quanh em màu trắng thơ ngây. Áo trắng em mặc đến trường, đừng bao giờ để ai thương lại gần. Áo trắng thì phải biết lo, biết không cô nhỏ học trò sáng nay. Mấy cô bạn cùng lớp ở Việt Nam than thở với tôi rằng mới đây Trung Cộng có nhiều cuộc biểu diễn thời trang về áo dài và nón lá Trung Hoa, nhưng nhìn lui nhìn tới thì lại y hệt như áo dài và nón lá Việt Nam. Ngẫm nghĩ mà thấy buồn, không biết mục đích chính của các cuộc biểu diễn thời trang này là gì. Phải chăng Trung Cộng đã và đang chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo và ngày nay họ lại tính chiếm luôn cả văn hóa Việt? Nếu xét về lịch sử thì thật khó mà biết được chính xác thời gian nào chiếc áo dài đã được sinh ra. Có người cho rằng áo dài xuất hiện từ thời bà Trưng, bà Triệu, tức là vào khoảng năm 38-42 sau Công Nguyên. Nhưng cũng có người lại cho rằng áo dài bắt nguồn từ áo sườn xám của người Hoa. Theo tôi, các lý luận trên đều không được chính xác vì áo sườn xám chỉ mới xuất hiện từ năm 1920, thời Mãn Thanh, còn áo dài mà tiền thân là áo tứ thân hay áo ngũ thân đã xuất hiện từ thời chúa Nguyễn Hoàng vào Huế trấn thủ để tránh sự truy sát của người anh rể là Trình Kiểm và lập ra xứ Đằng Trong. Vào khoảng những năm 1714 đến 1765, chúa Nguyễn Phúc Khoác đã yêu cầu tất cả quan quân, quần thần mặc quần dài bên trong chiếc váy lụa, và có thể nói bộ quần áo váy lụa này là hình ảnh của bộ áo dài đầu tiên của người Việt Nam. Vào thế kỷ thứ 19, bộ quần áo váy được phát triển vượt bậc, thời bấy giờ được gọi là áo ngũ thân. Áo ngũ thân gồm hai tà sau hay tà trước và một tà váy ẩn dưới tà trước. Áo ngũ thân có thể tạm gọi là áo dài đầu tiên, có xẻ tà ở eo và đó là một trong những điểm đặc biệt của áo dài hiện đại. Một quan niệm khác nữa được cho là áo dài bắt nguồn từ áo giao lãnh hay còn được gọi là áo đối lĩnh. Áo được may rộng, xẻ hai bên hông, cổ tay rộng, thân dài chấm gót. Thân áo được may bằng 4 tấm vải hợp lại, mặc cùng thắt lưng màu và váy đen. Đây là kiểu áo cổ chéo, gần giống như áo tứ thân. Trong khi áo ngũ thân thì ít ôm hơn và cũng ngắn hơn so với áo dài bây giờ. Tuy nhiên dù là áo dài ở thời kỳ nào đi nữa, dù áo dài bắt nguồn từ áo ngũ thân hay tứ thân, thì cấu tạo của chiếc áo dài phải có các phần như cổ áo, thân áo, tà áo, tay áo và phần phía sau tà áo. Dưới thời nhà Nguyễn, áo dài tiếp tục phát triển vượt bậc. Áo dài không những mang đậm nét quyến rũ, duyên dáng của phụ nữ Việt, mà đã trở thành đặc trưng cho văn hóa Việt từ thời ấy. Vào khoảng thập niên 1930, khi văn hóa phương Tây bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam, phụ nữ Hà Nội với chiếc áo dài cát tường hay còn được gọi là áo dài Le Mour được đặt tên theo tiếng Pháp của họa sĩ cát tường. Áo dài Le Mour có rất nhiều thay đổi, được cải biến từ áo ngũ thân. Họa sĩ cát tường đã sáng tạo ra chiếc áo dài này vào năm 1939. Áo chỉ có hai vạt, một vạt trước dài chấm đất và một vạt sau. Áo may ôm sát cơ thể, tay thẳng, có viền nhỏ và khuy áo được mở sang bên sườn. Rồi họa sĩ Lê Phổ đã cải biến áo dài Le Mour và cho ra đời áo dài Lê Phổ. Với áo dài Lê Phổ, vạt áo được may dài, tay không phồng, cổ kính, hàng nút được may bên phải của thân áo may ôm sát cơ thể. Kiểu áo dài Lê Phổ được mặc với quần ống loe màu trắng và được phụ nữ Việt Nam rất ưa thích trong một thời gian dài. Vào thập niên 1950, khi đất nước Việt Nam bị chia cắt, trong khi miền Nam theo chế độ tự do, dân chủ,
thì miền Bắc lại bị nô lệ bởi chủ nghĩa cộng sản. Dưới chế độ tự do, chiếc áo dài miền Nam được tự do cải biến và phát triển rất xa. Tại Sài Gòn, áo dài rắc lăng do nhà may Dung ở Đa Cao sáng tạo xuất hiện vào năm 1960. Áo dài rắc lăng ôm khít cơ thể hơn, cách nối tay từ cổ chéo xuống một góc 45 độ, giúp người mặc thoải mái hơn. Hai tà nối với nhau bằng hàng nút bấm bên hông. Đây chính là kiểu áo dài đã định hình cho áo dài Việt Nam ngày nay. Ngoài ra, nói về áo dài thì không thể quên chiếc áo dài bà Nhu. Bà Nhu, tức là bà Trần Lệ Xuân, đã thiết kế và cải biến áo dài này vào thập niên 1960. Phần cổ áo dài được bỏ đi và còn được gọi là áo cổ thuyền. Áo dài bà Nhu đã được chính bà đem đi quảng bá khắp thế giới. Áo dài bà Nhu đã xuất hiện trong các diễn đàn, trong các buổi tiệc hay các cuộc họp của khối các nước tự do như Anh, Mỹ, Nhật, Tây Đức, Pháp, Úc, Canada, Trung Hoa Quốc gia, Thái Lan, Singapore, Nam Hàn, Việt Nam Cộng Hòa, v.v. Trong khi áo dài miền Nam được tự do thăng hoa, thì thật đáng thương cho chiếc áo dài miền Bắc, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của dép râu của AK-47. Áo dài miền Bắc không những bị gắn liền với cách mạng, với đấu tố, với đói khổ, với súng đạn, với chết chóc, mà còn bị lợi dụng để trở thành một công cụ xâm lược miền Nam. Với cụm từ giải phóng miền Nam, mà hậu quả đã giết hơn cả triệu người miền Nam và gần 3 triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi để thoát khỏi gông cùm cộng sản, để tìm kiếm tự do dân chủ. Mấy năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện thêm một kiểu áo dài mới được gọi là áo dài cách tân, do có nhiều thay đổi trong cuộc sống hiện tại. Áo dài cũng có những canh tân để phục vụ cho người mặc tiện lợi hơn, thoải mái hơn. Tuy là áo dài được canh tân, nhưng áo vẫn giữ được nét đẹp Việt, dễ mua, dễ mặc và dễ dùng. Áo dài cách tân hơi giống áo dài bà Nhu. Áo không có cổ, hoặc cổ thuyền, hoặc cổ tròn. Áo không có dáng vẻ kín đáo cổ xưa. Ngược lại, trang phục này hiện đại hơn, mà vẫn nêu được nét đẹp của người phụ nữ, nhất là ở phần cổ và phần vai. Qua một quá trình mấy trăm năm, áo dài Việt Nam đã phát triển, thăng hoa trên mảnh đất Việt, trên chính công sức của người Việt, và nhờ vậy áo dài mới được như ngày nay. Thật lạ lùng rằng, mới đây, khi thấy áo dài Việt xuất hiện như một thương hiệu thời trang của Trung Cộng và bị cho là một phong cách Trung Quốc tại các cuộc biểu diễn thời trang của nước láng giềng Trung Hoa. Không biết khi làm điều này, nhà nước Trung Cộng có tính toán gì? Văn hóa người Hoa đâu nghèo nàn đến nỗi phải đi vay mượn cái của người để cho là cái của mình. Dầu cho nhà nước Trung Cộng có mưu đồ gì đi nữa, toàn thế giới đều biết rõ áo dài Việt Nam là của người Việt Nam. Chỉ có áo dài Việt Nam mới nói lên được hết nét duyên dáng, nét uyển chuyển, nét gợi cảm, nét kín đáo của phụ nữ Việt. Chỉ có áo dài Việt Nam mới bộc lộ được hết niềm kiêu hãnh của cô gái Việt. Áo dài Việt Nam là một phần của văn hóa Việt Nam. Áo dài Việt Nam là của dân tộc Việt Nam. Từng mùa ấm lạnh, nhớ áo em bao thời rất lành. Nhìn màu tươi đậm sẽ biết em đang buồn hay vui. Một thời non dài, chung quanh em màu trắng thơ ngây. Để chiều hôm nào anh say sưa nhìn áo em bay. Em có biết chiếc áo em đổi thay từng thời. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả Đài STTN. Thanh Trang xin trân trọng kính chào.